Việc tổ chức đội hình chạy như thế này phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập và hoàn chỉnh động tác. Khi đội hình đi theo vòng tròn, thì những người chạy phía bên ngoài phải điều chỉnh làm sao để tốc độ của họ tương đồng với người chạy bên trong. Người chạy phía ngoài cũng là người xa nhất, có tốc độ nhanh nhất để có thể bắt kịp tốc độ của những người phía trong. Bánh xe ở vòng ngoài phải xoay nhanh hơn bánh xe ở vòng trong, bởi vì họ có khoảng cách di chuyển khác nhau trong cùng một khoảng thời gian bằng nhau. Khi một chiếc xe gòng chạy theo vòng tròn, các bánh xe có thể di chuyển với tốc độ khác nhau bởi vì từng chiếc bánh có thể cua tự do trên các trục. Và trên các loại xe thời kỳ đầu, các bánh sau cũng cua riêng lẻ và chỉ có một bánh được nối với động cơ. Nhưng cũng vì chỉ có một bánh nối với động cơ, nó phải làm đủ mọi việc, thế nên nhiều lúc nó không đủ sức hoạt động trên đường xấu. Vì vậy xe dẫn động một bánh sớm trở nên lỗi thời. Nhưng nếu hai bánh bị khóa trên cùng một trục, thì nó lại không tự do để quay độc lập, nên một trong hai bánh bị trượt. Do đó, các kỹ sư phải tìm cách để kết nối cả hai bánh vào động cơ mà không là cho các bánh xe bị trượt khi vào cua. Và bộ phận giải quyết được vấn đề này là một phần của trục sau, được gọi là V-sai, vì nó có thể khả năng điều chỉnh tốc độ sai nhau của hai bánh xe. Bộ V-sai thoạt nhìn khá là phức tạp, nhưng khi chúng ta hiểu được nguyên lý của nó, thì nó lại cực kỳ đơn giản. Hai bánh xe này được nối với hai trục khác nhau và được nâng bởi một cái khung. Do đó nó có thể quay tròn tự do với tốc độ khác nhau. Bây giờ ta cài một cái nan hoa vào phía cuối của mỗi trục. Và chỉ cần quay cái nan hoa, thì ta có thể xoay các bánh xe độc lập với nhau. Với một thanh trục, ta có thể xoay hai bánh xe theo cùng một hướng, với cùng một tỷ lệ về tốc độ. Giờ ta thêm chi tiết để giữ cái trục này, để nó có thể đẩy một lực vào các đan hoa. Lưu ý là chi tiết này không khóa cứng vào trục, mà có thể xoay tự do. Giờ ta có thể quay các bánh xe bằng cách quay bộ phận này. Chừng nào bánh xe cùng quay chung một tốc độ thì chừng đó mọi thứ vẫn ổn. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta vào cua. Với cách bố trí này, thì chúng ta không thể quay bánh này nhanh hơn bánh kia. Và khi chúng ta dừng một bánh xe, thì bánh kia cũng không di chuyển được. Ta tiếp tục đặt thanh ngang trên một trục xoay, để nó có thể xoay theo hai hướng khác nhau. Và giờ thanh ngang vẫn có thể làm quay hai bánh với tốc độ bằng nhau. Nó vẫn cho phép một bánh quay trong khi dừng bánh kia. Nhưng nếu mà nó quay xa quá, thì thanh ngang cũng bị xoay hướng cho đến khi nó không thể điều khiển nan hoa được nữa. Ta cần thêm nan hoa và thanh ngang để tiếp tục thực hiện công việc. Khi ta dừng một bánh xe, các thanh ngang vẫn tiếp tục đẩy các nan hoa của bánh kia xoay. Và khi cả hai bánh xe cùng quay thì thanh ngang không còn quay quanh trục của nó nữa. Đây chính là nguyên lý hoạt động cơ bản của V-sai. Để hoàn chỉnh vào mô hình cho xe cộ, chúng ta sẽ có vài thay đổi nhỏ. Để làm giảm độ giật này tạo ra bởi độ rộng giữa các đan hoa, chúng ta sẽ đặt thêm nhiều nan hoa. Việc tăng thêm độ dày của nan hoa để giảm cự ly giữa các nan hoa giúp cho nó hoạt động đều hơn. Việc tăng hình dáng của nan hoa thành bánh răng giúp nó có độ kết nối liên tục chắc chắn hơn. Cuối cùng thì chúng ta làm cho các bánh răng dày hơn, cứng cáp hơn, và cuối cùng là bộ V-sai hoàn chỉnh. Các cạnh được vát để chúng có thể khớp với nhau, êm ái hơn. Và một bánh răng khác được thêm vào để chia sẻ công việc điều khiển các trục. Nguyên lý hoạt động cũng tương tự.
Thay vì xoay bộ phận trục để quay bánh xe, chúng ta bổ sung thêm một bánh răng lớn hơn tại đây. Nó kết nối với một bánh răng nhỏ hơn. Trục dẫn động nối giữa động cơ và bộ vi sai được đặt theo đường trung tâm. Chúng ta làm cho mô hình trở nên gọn hơn bằng cách di chuyển các bánh răng gần hơn. Khi đưa bộ phận vi sai vào chiếc xe, ta phải chừa không gian cho trục dẫn động là bộ phận đưa động năng từ động cơ đến bánh xe. Ta có thể làm sàn xe ở ngay trên trục dẫn động. Nhưng làm vậy cũng sẽ giảm đi không gian bên trong xe, trừ khi chúng ta làm cho phần trên của xe cao hơn. Tất nhiên ta cũng có thể làm cho sàn và trần thấp xuống, nhưng trục dẫn động có thể cao hơn sàn. Việc này sẽ rất bất tiện. Một cái trục giữa sàn sẽ làm vướng víu hành khách, tệ hơn là khi mang theo hành lý lên xe. Ngày nay, các kỹ sư đã có cách thiết kế cho xe rộng hơn, gầm xe thấp hơn mà không để chi tiết trục dẫn động thô thiển trên sàn. Trục dẫn động nối từ động cơ đến bộ vi sai được hạ thấp xuống, và nó nối với trục sau ở bên dưới. Cách bố trí trục trung tâm mới này giúp cho trục sau đỡ ổn hơn, mạnh hơn và bền bỉ hơn, bởi vì nó tạo ra sự liên kết mượt hơn giữa các bánh răng. Xe cộ ngày nay với trục dẫn động thấp đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn bao giờ hết, mọi bộ phận của trục sau đã được chế tạo để chịu được sức căng lớn hơn nhiều so với những gì nó sẽ gặp trên đường. Or around the corner.